Kính thưa quý vị và các bạn, một đội hình gồm những ngôi sao gạo cội của đội tuyển Việt Nam đã phải ở nhà do chấn thương và những lý do khác nhau. Thay thế cho họ là những tài năng trẻ đầy triển vọng và đang dần khẳng định bản thân. Không như danh sách 26 cầu thủ được đăng ký do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa ra, Hoàng Đức không có mặt trong danh sách 30 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp. Tiền vệ sinh năm 1998 đã bị huấn luyện viên Philip Chuze gạch tên khỏi danh sách đến Qatar do gặp phải chấn thương. Sự vắng mặt của Hoàng Đức thật đáng tiếc. Mặc cho thời gian qua, anh không có cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Cơn bão chấn thương cũng được cho là cướp đi của đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều gương mặt đã thành danh trong 5 năm qua ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Họ là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh và đâu đó cũng có những cái tên chặt lưỡi tiếc cho Nguyễn Văn Quyết. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hải Huy, khi những cầu thủ này không có mặt trong danh sách được gọi. Nếu vẽ ra một sơ đồ, rõ ràng đây là một đội tuyển quốc gia đầy chất lượng và họ đều đang ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp. Có lẽ huấn luyện viên Philippe Chuje cũng có cảm giác luyến tiếc khi trong tay ông không có đủ những gương mặt ưu tú. Dẫu sao sự vắng mặt nói trên là chẳng đặng đừng. Những người phải rời đội tuyển xứng đáng được tôn trọng và cả những người được gọi bổ sung hay được lựa chọn cũng xứng đáng được tôn trọng. Bởi họ có mặt ở đây là chiến đấu vì danh dự quốc gia, vì ngôi sao vàng trên ngực áo. Huấn luyện viên Chu Dê đã công bố 30 cầu thủ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Đã không có nhiều sự xáo trộn khi đây là những cầu thủ đã sẵn sàng để đến Qatar. Sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm trao cơ hội cho người đồng nghiệp Nguyễn Văn Việt. Tương tự, rất nhiều người trẻ cũng được nhà cầm quân người Pháp điển tên. Nếu Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc thường xuyên được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian qua, thì những Giáp Tuấn Dương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào chưa thể hiện được nhiều. Để được trụ lại danh sách cuối cùng, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có hy vọng. 12 trên 30 cầu thủ nằm trong độ tuổi 23 trở xuống được gọi lên đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2023 quả là con số vô cùng ấn tượng. Chắc chắn không phải ai cũng có cơ hội được ở lại và được ra sân. Nhưng nhìn vào bản danh sách này, chúng ta có thể thấy được chủ trương trẻ hóa lực lượng hay nói cách khác là chính sách cài răng lược, đan xen những cầu thủ có kinh nghiệm với cầu thủ trẻ của huấn luyện viên chủ dề. Như đã nói, chỉ hơn 1 phần 3 số cầu thủ trong danh sách hiện tại được nhà cầm quân người Pháp sử dụng trong các trận đấu vừa qua. Tại Asian Cup 2023, con số này nhiều khả năng tăng lên khi các đàn anh vắng mặt. Đấu trường châu Á vẫn được xem là không dành cho những người trẻ. Nhưng huấn luyện viên Chu Dê đã có sự chuẩn bị để họ có thể trình diễn trên sân khấu lớn. Thậm chí nhà cầm quân người Pháp đặt niềm tin những học trò tuổi đôi mươi sẽ làm nên điều gì đó đặc biệt tại Asian Cup năm 2023. Thầy trò huấn luyện viên Chu Dê sẽ có quỹ thời gian 8 ngày để tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Trong thời gian này, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu đóng cửa với đội Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1, trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ vào ngày 13 tháng 1. Một ngày trước trận gia quân gặp Nhật Bản theo quy định. Mỗi trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ được đăng ký 23 cầu thủ, tùy thuộc vào từng đối thủ mà huấn luyện viên Chu Dê sẽ lựa chọn nhân sự 23 cầu thủ trong số 26 cái tên được đăng ký với AFC. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có 4 cầu thủ nằm ngoài cuộc chơi. Với những gì mà ông thầy người Pháp đã lựa chọn đăng ký lên AFC trước đó, có thể nhận thấy những cầu thủ được mang sang Qatar chỉ là phương án dự phòng của đội tuyển Việt Nam. Với tương quan lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại, những gương mặt nằm trong nhóm có nguy cơ bị loại khỏi danh sách cuối cùng sẽ bao gồm Lê Ngọc Bảo, Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Trương Tiến Anh, Lê Văn Đô, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Văn Trường. Trong số này trung vệ Lê Ngọc Bảo là Tân Bình. Văn Luân thì mới được triệu tập bổ sung. Vị trí của Việt Hưng, Tiến Anh đã có đầy đủ nhân sự, còn Văn Đô, Văn Trường, Vĩ Hào được đôn lên từ U23 Việt Nam. Lê Ngọc Bảo không phải là người quá xa lạ, nhưng chuyện anh được huấn luyện viên Philippe Tuzet gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 23 khiến cho nhiều người bất ngờ. Xét trên danh tiếng, Lê Ngọc Bảo không bằng những đồng nghiệp của mình, nhưng trên phương diện phong độ cầu thủ người Phú Yên xứng đáng được gọi và nó đáp ứng với tiêu chí được huấn luyện viên Chu Dê đưa ra. Thực tế trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam không có đầy đủ những gương mặt ưu tú. Hàng phòng ngự bị ảnh hưởng khi Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Trung không thể góp mặt. Thêm một lưu ý, vị trí trung vệ lệch trái cũng khiến nhiều người phải quan tâm khi phong độ của Phan Tuấn Tài và Nguyễn Thanh Bình không thật sự tốt trong màu áo của Việt Theo đấy có thể là những nguyên do để huấn luyện viên chu dê gọi lên bộ đôi lê ngọc bảo và đỗ thanh thịnh những người thuận chân trái và đang chơi cực hay trong màu áo của bình định ngọc bảo không có nhiều kinh nghiệm như các đồng nghiệp nhưng khát vọng và ý chí chiến đấu thì anh không hề thua kém số lượng cầu thủ được đăng ký là có hạn và nhiều khả năng huấn luyện viên chu dê sẽ ưu tiên các gương mặt đã quen với chiến thuật của ông trước đó hơn nếu như không muốn mang quá nhiều trung vệ Nguyễn Văn Trường thì lại là cái tên có thể được huấn luyện viên Chu Dê quy hoạch ở vị trí trung phong cắm. Cầu thủ từng được nhà cầm quân người Pháp thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm xuyên suốt các chiến dịch từ U23 Doha Cup cho đến SEA Games 2023. Văn Trường có thể được xem là sự thay thế cho Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo cắm sau khi cầu thủ của thể công Việt theo không kịp bình phục chấn thương. Nhưng vấn đề lớn nhất là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội chỉ ra sân vỏn vẹn 60 phút trong 5 trận ở V-League và đương nhiên là không để lại được bất kỳ dấu ấn nào. Vậy nên nếu Văn Trường không có tên trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng thì đó cũng là điều mà không ai cảm thấy bất ngờ cả. Tương tự là trường hợp của Levando cũng là một cầu thủ được đôn lên từ đội U23. Mùa này cầu thủ sinh năm 2001 ra sân 6 trận ở giải hạng nhất nhưng ở một sân chơi mà đẳng cấp thua kém khá nhiều so với V-League mà lại không có lấy một bàn thắng và chơi khá mờ nhạt, thì việc Levando có mặt trong danh sách 26 cầu thủ quả thực là khó tịt. Đáng chú ý, một cái tên đã gây ra sự tranh cãi nhất định khi vẫn được huấn luyện viên Philip Chuze tin tưởng là tiền vệ Trương Tiến Anh. Cầu thủ của thể công Việt Theo có thể thi đấu ở cả hai biển. Trong thời gian qua, đã từng có thời điểm huấn luyện viên Chu để anh đảm nhiệm vị trí chạy cánh phải tại đội tuyển Việt Nam, chiếm suất của Hồ Tấn Tài cũng như Vũ Văn Thành. Tuy nhiên anh lại thể hiện không đúng như kỳ vọng. Tại hai trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup vừa qua thì vị trí này đã được trả lại cho Vũ Văn Thành và Tiến Anh cũng bị loại ở bảng danh sách cuối cùng. Tuy nhiên việc Trương Tiến Anh được triệu tập cũng như đăng ký cho Asian Cup vẫn làm người hâm mộ cảm thấy khá khó hiểu bởi bản thân cầu thủ này cũng đang có phong độ không tốt tại câu lạc bộ. 9 tháng huấn luyện đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chuze đã có 6 đợt tập trung với gần 80 cầu thủ được ông gọi. Ông làm việc đồng thời với cả đội tuyển quốc gia và U23, thường xuyên luân chuyển nhân sự thay đổi giữa hai đội. Lần này là minh chứng khi Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Đô của U23 được đôn thẳng vào nhóm rút gọn dự Asian Cup. Việc mở rộng quỹ cầu thủ và trẻ hóa đội tuyển giúp huấn luyện viên Chu Dê không bị động khi hàng loạt trụ cột chấn thương. Nếu chiến lược ra người Pháp chỉ ưu tiên một nhóm cầu thủ nhất định, đặc biệt là gương mặt kinh nghiệm. Ông sẽ làm gì khi Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm đồng loạt vắng mặt? Khi khủng hoảng chấn thương nổ ra, giá trị của cuộc trẻ hóa mới lộ diện. Ông nhấn mạnh muốn xây dựng phong cách chơi bóng chủ động cho học trò. Và chính ông Chu Dê cũng tự đặt mình vào thế chủ động. Ông không nhờ cậy ở một nhóm cầu thủ khi mà liên tục thay đổi xáo trộn nhân sự. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng có thành tích tốt tại Asian Cup. Nhưng thời thế thay đổi, những nhân tố quan trọng của đội tuyển cũng đã không thể góp mặt. VFF cũng như ban huấn luyện cần có những mục tiêu thiết thực và hiệu quả hơn với thành tích của đội tuyển. Bằng mọi giá quyết tâm đạt thành tích cao tại giải đấu này hay coi đó là đợt cọ sát hữu ích để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup vào tháng 3. Xác định đúng mục tiêu chiến lược cũng là một bước khởi đầu để chuẩn bị cho những thành công phía sau trước mắt huấn luyện viên chu dê vẫn còn một trận giao hữu với kyrgyzstan nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách tham dự asian cup phải thừa nhận là những gương mặt đã được nêu tên là những người đang nằm trong diện nguy hiểm nhưng với một người luôn khiến khán giả bất ngờ như phù thủy trắng thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra